Đây là mực gì? Dạ mực muối vậy. Quá trời u. Quá trời cá, cá bò bự bự. Cá này cá gì vậy? Cá hố. Đây là con cá hố. Mình hãy gọi trời ơi. Mẹ biển hố rồi nghe là đây. Việt Hương đang ở chợ Duyên Phú, Duyên Khánh, Khánh Hòa. Và đây là một cái chợ chợ mà gọi là chợ quê đó cả nhà. Và có khoảng 20 năm. Thì ở chợ quê người ta sẽ bán cái gì nó có khác biệt với những chợ khác hay không? Và có điểm gì đặc biệt trong chương trình Tôi Yêu Chợ Việt? Mời các bạn đi cùng với Việt Hương nha. Hai bên là bán đồ ăn quá trời đó. Mấy chị vẫy vẫy nè. Đồ ăn quá trời đồ ăn rồi. Đó. Bánh là bánh lá. Rồi y như những cái chợ chợ quê khác thôi. Mà chợ ở đây thì không có sạp nhiều. Như là chợ hôm qua. Dạ chào gì. Thì có cái chải xuống như này nè. Cái mình ngồi bán dưới đây. Dạ. Còn bên kia bán bún hả chị? Dạ đây là bún tươi. Đây là hàng mắm. Đó. Ui thơm quá. Mực là các loại khác nhau. Ôi em, cho chị phỏng vấn em xíu nha. Dạ, mực này là đặc sản ở đây hả em? Dạ, sản Nha Trang chị. Đây là mực gì? Dạ, mực muối chị. Đây thì bao nhiêu một ký ạ? Dạ, 250 chị. Cái này để nướng rồi hay là? Dạ, nướng ăn cơm chị, nướng hay ram rồi cũng được, dạ. Đây là con mực muối còn đây? Dạ, con mực muối nha, loại nhỏ chị. Dạ, mực muối, đây là mực muối, mà loại lớn 250 dạ, ký. Dạ, muối gì mình ram mình ăn cơm. Còn cái này. Dạ đây cái lường của cá chẽm. Cái lường của cá chẽm. Dạ. Muối tươi lên vậy đó. Dạ muối tươi lên. Dạ nướng chiên thì vẫn được. Quá trời u. Quá trời cá, cá bò bự bự. Cá này cá gì vậy? Cá hố. Đây là con cá hố. Mình hãy gọi trời ơi. Mày bị hố rồi nha là đây. Cá hố. Rồi đi nha. Mời cả nhà đi tiếp tục nha. Bên này là có bán. Chị bán chè hả chị? Dạ bên đây là bán chè. Tất cả các loại chè quê luôn. Cho Việt Hương quay chè chút xíu. Chị ơi chị bán chè đây bao lâu rồi? Bán lâu rồi. Lâu rồi. 30 năm rồi. Bán được không chị? Dạ cũng được chị. Một bịch chị là bao nhiêu ạ? Dạ cái 5.000 à. 5.000 một bịch quẹo lửa. Đúng là chè quê ngon lành. Dứt bịch chè ha. Ăn tô bún 20.000 là chúng ta có thể no. Một tô bún 15.000. Và bịch chè là 5.000. Quá trời rẻ luôn. Cái cho biết cốt dừa vô. Bây giờ chuẩn bị đem ra sân khấu nha. Trong chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Bây giờ mời tất cả quý vị khán giả ra sân khấu với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.